can về hàng, chương trình phải đó là siêu tốt, phù tất cả quý khách hàng nhà em luôn các bác ơi. Hàng mới về nha. Chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 mà giá vẫn vậy mọi người nha. Có mã máy chuyên vít giá rẻ luôn. Rồi là có mã thổi phản lực, có mã máy khoan, máy mài. Thì các bác có nhu cầu mã nào tham khảo luôn ngay vào video này giúp em nhá. Ngày hôm nay về hàng, giá phù tất cả khách hàng em rất là rẻ luôn mọi người ạ. Đây nha các bác ơi, thực sự luôn ngày hôm nay giá rất là rẻ phù tất cả quý khách hàng nhà em luôn. Đây hũ can chương trình ngày hôm nay về siêu rãi, siêu sale giữa tháng ngày 15 tháng 10 cho tất cả quý khách hàng em luôn. Đây, một mã máy bắn vít nha. Thông thường mọi người bo tiền, thông thường mọi người mua mã máy vít rẻ rẻ nhất cũng phải tầm hơn 500 ngàn. Ngày hôm nay bao nhiêu? Lên cho em một cái thân mã máy chuyên vít hàng của hũ can. Nhìn luôn giúp em đây. Hũ can ơi. Đây, con này là con CV X21 cho em nha. Đây, thứ nhất này, con này là chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Magata. Em có bản màu xám xi măng. Rồi tiếp tục, em lại có bản màu vàng để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em luôn. Ok nha. Có cả vàng, có màu xám. Các bác thích màu nào các bác có thể lựa chọn màu đấy. Mà ngày hôm nay giá sale rẻ của mọi người luôn. Chỉ có 400 ngàn một thân máy. Hàng công ty các bác sẽ được bảo hành cho em là 6 tháng trên toàn quốc nha. Hai mã này. Con này không phải màu vàng mà là màu cà phê. Màu cà phê giúp em. Nhìn rõ hộ em nhá mọi người. Một con màu cà phê, một con màu xám xi măng. Các bác thích màu nào thì có thể tham khảo lựa chọn mã sản phẩm đấy cho em. Ở nhà mà có những cái khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Magita thì mọi người tham khảo luôn nhé. Rồi, con này của nó được là 320 N và sẽ có là hai cấp chỉnh tốc. Tốc 1 là 2100 vòng một phút này. Đó, 2 này, 3. Rồi, tốc 1 là 2100 vòng một phút và tốc số 2 của nó sẽ là 2800 vòng cho em. Hai cấp chỉnh tốc các bác có thể tùy điều chỉnh chân thân máy giúp em. Đây, một thân máy này mà giá bao nhiêu ngày hôm nay? 400 ngàn cho em nhá. 400 cành em bao phí ship. Thích màu xám lấy xám, thích màu gọi là màu cà phê lấy màu cà phê cho em. Bao phí ship và bảo hành 6 tháng trên toàn quốc mọi người nha. Hàng công ty luôn. Yên tâm cho em được bác nhà em xài. Đầu chuyên vít chuyên tôn thì phục vụ mọi người đi bắn vít bắn tôn, làm nhôm kính, làm nghề mộc. Và con này động cơ không chổi than nhá. Về được một lô thôi mọi người ơi, về được một lô luôn. Rồi hũ can đây. Hũ can logo dập nổi, yên tâm cho em, xài cực kỳ ngon, chất lượng mà giá ngày hôm nay lại giá còn rẻ để phục mọi người luôn. Rồi, pin là pin 18 21V thì nếu mà khách hàng ở nhà có những khối pin sẵn như thế này cho em thì tham khảo cho em một thân máy nhá. 400 cành cho em nhá, bao phí ship luôn rồi mọi người ạ. Đây thì sẽ là chương trình mua 1 tặng 1 mọi người nha. Rồi, phải nói là sale siêu đãi phục tất cả quý khách hàng em luôn. Mua một thân mã thổi phản lực. Thân thổi phản lực con hũ can này em đã bán rất nhiều ra thị trường luôn rồi. Rồi, bản màu xám xi măng nha. Con này mã của nó là model là G2TBL F3. Thân thổi F3 luôn giúp em mọi người nhá. Vòng tua của nó từ 0 đến 75 ngàn vòng một phút, thổi siêu khỏe luôn. Con này mà thổi vô cân điện tử nhá. Thổi vô cân điện tử nó khoảng được tầm 5 nặng rưỡi giúp em. Rồi, ví dụ đây em gắn thử vô một cái khối pin chân phổ thông. Thổi gió, thổi lá, thổi lửa, các bác thích thổi gì mọi người có thể thổi giúp em này. Thổi gió, thổi lá, thổi lửa hay là thổi nước, ok tiện dụng luôn. Ngày hôm nay mua 1 tặng 1 luôn cho em nhá. Đây, tặng luôn cho quý khách hàng em là một cái thùng đựng hàng của hũ can như này luôn. Wow, trời ơi. Thùng này các bác có thể đựng gì ạ? Các bác có thể đựng máy móc, các bác có thể đựng phụ kiện, đựng pin, mang sách đi làm luôn giúp em. Thùng đựng rất là to luôn và chương trình sale giữa tháng ngày 15 tháng 10 mọi người nhá. Mua một thân máy tặng kèm thùng bằng nhựa. Giá khuyến mãi phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em chỉ có là 850 ngàn. Em bao phí ship mọi người nhá. Nhận hàng đều được kiểm tra ok trước khi toàn cho em. 850 một con thân thủ F3 hàng của hũ can. Giá sale siêu khuyến mãi luôn cho tất cả quý khách hàng đang đồng hành cùng Cú Bờm TV này. Rồi, tiếp tục lên luôn giúp em này. Và tiếp theo sẽ là chương trình mua 2 tặng 3 mọi người nha. Đây, đầu tiên này. Đầu tiên sẽ là mua một cái thân máy con 1155Q của hũ can, đầu quick nha. 2 trong 1, vừa gọi là rút ra là một con đầu vít và gắn vô cho em sẽ là một con đầu khoan. Khoan 10 ly 3 chức năng luôn. Mua một thân máy này.
cộng với combo pin 10 xe của Hoka. Đó, hai sản phẩm này các bác sẽ được tặng cái gì? Tặng cho em thứ nhất là một cái thức cuộn của Hoka này, thứ hai sẽ là một cái bình giữ nhiệt của Hoka. Trời ơi. Và tiếp tục lên này. Tiếp tục lên thứ ba cho em. Thứ ba cho em sẽ là một cái thùng đựng. Rồi. Thùng đựng cực kỳ to nhá, thùng đựng của Hoka nhìn hộ em này. Con thùng này của nó là dài khoảng tầm là 44 phân này, rộng khoảng 36 và cao khoảng 22 cho em. Thùng này các bác có thể đựng rất là nhiều đồ luôn này. Máy móc mang đi làm, phụ kiện mang đi làm hay là các dụng cụ đồ nghề để các bác xách làm cho em. Mua 2 tặng 3 mà giá trị quà tặng của nó lên tới là khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 450 này, 550 này. Rồi khoảng tầm 5-600 ngàn luôn cho em. Chương trình phải nói là sale siêu ưu đãi để phục vụ tất cả quý khách hàng em. Đây, đầu tiên nhìn giúp em nhá. Nhìn giúp em là một cái thân máy khoan. Con này thực sự ra là với mọi người là em đã bán rất là nhiều trên thị trường luôn rồi. Rồi, con đầu quick nhá, 1155Q. 55 Newton mọi người ơi. Rồi, con này rút ra là một con đầu vít thế này. Gắn vô cho em sẽ thành một con mã máy đầu khoan. Ok. Gắn vô pin chân phổ thông này là có thể xài được nha. Rồi. Mọi người muốn nhẹ nhàng khoan mồi bắn vít tôn, ok, cực kỳ tiện dụng luôn giúp em. Rồi một thân máy này, bình thường các bán bạn các bác mua bao nhiêu tiền? Bình thường nó là 490 ngàn em bao phí ship. Cái hôm nay tiếp tục này, với combo 2 khối pin 10 sale hàng của Hoka luôn. Pin này thì combo pin là 2 pin là có một sạc luôn. Nên là các bác mua là có cả bộ, cả máy, cả pin, cả sạc, lại còn có cả hộp đựng và bình giữ nhiệt để mọi người mang đi lạnh luôn giúp em. Nhiều em nha. Hai khối pin 10 cell. Dung lượng của nó sẽ là 3A các bác nhá. Đây. Ok luôn cho em. Ui dồi ôi. Nó lại còn có một cái hộp đựng như này để mọi người có thể đựng pin luôn này. Đây, hai quả pin luôn. Combo của nó sẽ là hai khối pin 10 cell chân phổ thông thế này. Rồi ok, một sạc cho em nữa nhá. Bình thường mọi người mua combo này, giá sale cũng phải là 800 ngàn. Bình thường 850 sale về 800 ngàn. Ngày hôm nay lên cho em một bộ nhá. Một máy 2 pin 10 cell 3A. Pin này thì mạch pin 4 MOSFET, có thể cả xài được cái máy mài nhá. Có báo pin chân phổ thông này. Rồi. Một sạc luôn giúp em. Giá phục vụ khách hàng em này, 1.250.000 luôn giúp em nhá. Đồ tặng thêm thứ nhất là một cái bình giữ nhiệt, thứ hai là một cái gọi là một cái thước cuộn hàng của công ty. Đó, và thứ ba sẽ là một hộp thùng đựng rất là to như này. Giá tới tay khách hàng em thì chỉ có 1.250.000 thôi, bao phí ship rồi mọi người ạ. Nhân hàng đồ kiểm tra ok trước khi thanh toán cho em. Ngày hôm nay giá sale rẻ, rất là nhiều chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, giá phục vụ tất cả khách hàng em. Thì các bác có nhu cầu mã nào có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 này 826628 hoặc 0369 826628. Thì cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam, mọi người ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Xin chào tất cả các bác ạ.